Chào anh em, đây là một cái hình cờ thế mà đa phần là cá cược ở đường phố và cà phê cà pháo đó. Anh em nào có ngẫu hứng tự giải thì chụp hình lại màn hình và giải. Còn đến video này mình sẽ đi phân tích, bình luận và giải chi tiết luôn. Bây giờ vô thẳng vấn đề, làm luôn. Bước đầu tiên sẽ là pháo tấn xuống chiếu, tướng lên. Đến đây, tướng lên để làm gì? Để tí có vô đây, tướng mà có dạt ra thì tướng sẽ vô chiếm tâm. Mình sẽ xét trường hợp thứ nhất là tướng này nằm im, còn xe này thì bị kẹt cứng rồi, khỏi nói. Tướng này không đi, đi chốt trước. Vô chốt, đến đây, chốt mình vô thì cứ vô chốt thôi. Chốc bình vô thì cũng không đâu có làm gì được. Ra đỏ sẽ dùng một nước đi, pháo một bình ba vô. Trường hợp xe ăn vô chốt thì chiếu tướng, pháo chiếu tướng, buộc tướng phải về. Tướng về, chốt bình vô chiếu, buộc tướng phải ra. Giờ đến đây, chốt xuống chiếu, sát cột, quay lại hình cờ. Trường hợp xe không ăn chốt, xe giữ nguyên vị trí thì đỏ làm thế nào? Và chỉ đi chốt thôi. Thì đến đây, pháo dẫn chiếu tướng, tướng xuống, chốt xuống. Xét trường hợp xe ăn vô chốt, thì chốt vô chiếu, buộc tướng mới bình ra là 4. Mình đã nói từ đầu, tướng lên để làm gì? Để lấy tâm. Và tướng vô tâm, lấy mặt giữa. Xe ăn pháo, thì chốt xuống chiếu, sát cục. Bây giờ mình sẽ quay lại hình cờ ngay ban đầu luôn. Đây là hình cờ ngay ban đầu. Đầu tiên xuống chiếu, tướng lên, tướng lên thì đây bắt đầu đi tướng. Tướng vô đây giữ, không cho chốt vô. Pháo kéo qua. Nếu xe ăn thì pháo về chiếu, tướng xuống. Pháo này sẽ ăn mất xe. Tình thế này xanh là sẽ thua. Rồi, mình sẽ quay lại hình cờ. Xe không ăn nữa mà chỉ đi chốt thôi. Thì đến giai đoạn này, pháo có chiếu thì tướng xuống, pháo chiếu thì tướng xuống, không làm gì được hết. Quay lại hình cờ. Giai đoạn này thì chúng ta đang đứng nhìn là thấy đỏ đã thất thế rồi.
ngỡ ngàng như là đỏ đã thua. Nhưng thay vì mình sẽ thua là hình cờ ban đầu, nhưng đến giai đoạn này vẫn đi tiếp được luôn. Pháo sẽ trở về vị trí lại. Cản xe. Tướng nằm đây giữ nguyên, đi chốt thôi. Thì bên đỏ có một nước đi. Xuống. Ra thôi. Xuống. Vô thôi. Nước đi này giống như là ngay từ đầu nha anh em. Nếu mà nằm đây đi xuống đi vô thì vô. Vô. Tướng này có về đi chẳng nữa thì cháu cũng vẫn vô. Vì tướng này ăn không được. Pháo đây. Đến đây. Ra vô. Chốt này vẫn qua. Vô. Đến đây chúng ta đang sẽ thấy tại sao chốt qua đây. Chốt qua đây, pháo sẽ di chuyển về đây. Xe ăn qua không được, xe ra cũng không được, buộc phải đi. Thì pháo bình qua. Đến đây, dẫn vô. Pháo xuống. Đây vẫn lựa chọn đi chốt ra vô thôi. Thì chốt đây. Qua. Xe này ăn pháo thì ăn chốt lên. Xanh cũng thua. Quay lại. Nếu xe ăn đây chốt này, xe ăn chốt này thì pháo cũng vô. Qua ăn xe. Đến đây ván cờ đã kết thúc. Trong trường hợp ngay từ đầu ta đi chốt thẳng qua đến đây, trường hợp đầu cũng là trường hợp cuối, anh em áp dụng chiêu thức đó sẽ thành công ngay lập tức. Ván cờ đã kết thúc. Chúc anh em xem cờ vui vẻ. Thấy hay thì ủng hộ mình. Cảm ơn nhiều.